Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi loài ngạ quỷ có bị hạn chế khu vực hoạt động không? Ví như nó không thể di chuyển từ thành thị này sang thành thị khác, ngọn núi này sang ngọn núi khác, hay đất nước này sang đất nước khác, hay chỉ di chuyển được ở khu vực mà nó chết, chứ không tự ý đi lại tự do được, hay khi thành ngạ quỷ rồi, mình muốn đi đâu thì đi, không bị vật chất thế gian ngăn cản nữa. Theo như trong chú giải pháp cứu, không phải chú giải pháp cứu, mà ở trong sớm nhớ chú giải, hình như chú giải của trường bộ thì phải, có nói một cái con ngạ quỷ, không phải ngạ quỷ mà một cái con dạ xoa. Cái con dạ xoa đó là nó có cái là nó cầm cái chân nó bồng bồng con á, con dạ xoa bồng con, mà nó bồng bằng cách là nó cầm cái chân đứa con có treo toàn ten vậy đó. Thì cái kiểu dạ xoa nó vậy, nó không có ẩm bồng mà nó cầm cái giò con nhỏ rồi nhỏ treo toàn ten. Rồi ở trong chú giải pháp cứu thì cái phẩm là cậu bé được trường thọ đó, thì căn cứ ở hai cái chú giải đó thì có thể suy ra rằng một số loài dạ xoa, một số loài dạ xoa thì có khu vực hoạt động giới hạn trong khi làm nhiệm vụ. Thí dụ như nó được giao nhiệm vụ ở một khu vực nào đó thì nó chỉ có thể hoạt động trong khu vực đó thôi. Rồi sau khi hết thời gian của nhiệm vụ thì nó có thể đi tự do tùy thích. Còn các con ngạ quỷ thì không có một bằng chứng nào cho thấy rằng nó bị giới hạn bởi một khu vực nào đó. Nhưng thường thì nó chỉ lang thang trong một khu vực nhất định thôi. Bởi vì nói cái kiểu như thế nào cha? Xin lấy ví dụ đi. Một cái con ngạ quỷ thì nó bị đau khổ rất là nhiều, bị đói, bị khát, bị đánh đập, bị hành hạ, thì nó không có tâm tư đi du lịch. Quý vị hiểu không? Giống như bây giờ á, mình bị quánh ở chỗ nào thì mình nằm co ro, mình co đầu rút chân, mình nằm ở chỗ đó thôi. Chứ còn mà bị quánh rồi, hay là mình bị cái gì ta, mổ ruột thừa đi, hoặc là mình bị cái phẫu thuật, nó đau thiệt là đau, thì mình phải nằm một chỗ mình dưỡng thương, chứ lúc đó không có tâm trạng đi du lịch. Cho nên á, các loài ngạ quỷ thì trên lý thuyết thì nó không bị hạn chế cái khu vực hoạt động của nó. Nhưng do bởi vì nó quá khổ cho nên là nó không có thời gian, nó không có tâm trí rảnh đâu mà nó đi chỗ này chỗ kia. Thành ra thường á, nó ở đâu thì nó cứ ở đó thôi. Còn cái khu vực mà nó sống thì nó sẽ không phụ thuộc vào khu vực nó chết. Tức là nó có thể lúc còn sống nó là loài người ở chỗ này. Khi chết rồi á, nó sanh làm loài ngạ quỷ ở cách đó cả ngàn cây số, ở một vị trí nào đó. Chứ nó không nhất thiết là phải sống chết ở chỗ nào là làm ngạ quỷ chỗ đó, là nó không có bắt buộc nha. Mà cũng hiếm khi nào mà nó sống ở đâu nó chết ngay chỗ đó lắm. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.